Ok, xin chào anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh của mình. Phim hôm nay mình đến giao lưu với anh em gồm 3 chiếc đồng hồ Olen. Một chiếc là màu xanh navy, một chiếc là màu xám ghi, một chiếc là màu trắng. Đầu tiên thì mình lên giao lưu với anh em. Chiếc đầu tiên là chiếc mặt đai hồ màu xanh navy. Để ủng hộ kênh của mình, anh em nhớ để lại cho mình một like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chiếc này thì nó có cái mặt đai hồ là màu xanh navy, trải tia từ tâm, rất là đẹp. Các cọc số của nó và bộ kim là màu trắng nổi khối. Ở trên đầu các cọc số và kim giờ, kim phút của nó thì đều có dạ quang. Dạ quang của nó còn rất là sáng. Cọc 12 giờ thì là cọc đôi. Phía dưới là logo hai con sư tử ôm cái logo vương miện. Bên dưới là logo Orient trắng nổi khối. Bên trên cọc 6 giờ là logo ba ngôi sao. Phía dưới cọc 6 giờ thì nó sẽ là ô lịch ngày. Cái lịch thứ của nó thì anh em để ý ở cái xung quanh cái vòng tròn ở giữa này. Đó, nó có nó từng cái ô chữ nhật nhỏ này thì cái chấm trắng này thì nó là chỉnh lịch thứ ấy. Đó. Anh em nhìn thấy chấm trắng nó nhảy lịch này. Đó. Còn cái lịch thừa ngày ở vị trí góc 6 giờ này thì là lịch xây nhanh anh em nhé. Lịch của nó kêu rất là nhạy luôn. Chiếc này thì nó sử dụng bộ máy cơ automatic 21G. Kính của nó là kính crystal, gọi là kính cứng, kính khoáng ấy, trong vắt, không có vết xước nào hết. Nó có cái núm chỉnh lịch thứ ở vị trí góc 2 giờ và núm của nó là núm zin, núm nguyên zin ở vị trí góc 3 giờ đây. Dây khóa của chiếc này thì là dây khóa nguyên zin. Dây khóa nguyên zin còn khá là dài, tay 18-19 đeo ok luôn anh em nhé. Chưa qua spa đánh bóng rồi hết. Đây là cái mặt nắp đáy của nó, logo hai bông lúa và hai con sư tử, còn chuyện rất là rõ nét luôn. Chưa mờ mòn rồi hết. Cả ba chiếc này thì đều trong tình trạng zin nguyên bản hết toàn bộ và đều cả ba đều chống nước anh em nhé. Anh em đi mưa rửa tay, tắm rửa thoải mái luôn, miễn là anh em không dùng nước nóng và không mang đi sông hơi là được. Chiếc này thì cả ba chiếc này thì nó đều có cái size mặt là 37mm. Size 37, một cái size khá là to đấy. Nói chung là cái size 37 này thì nó tương đối là phù hợp với cổ tay của anh em người Việt mình. Đây là mã số 1, mặt màu xanh navy. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 này là một chiếc, cũng là một chiếc đồng hồ Orient. Nó chỉ cả ba chiếc này thì nó chỉ khác nhau ở cái màu mặt đai hồ thôi. Chiếc này thì cái mặt đai hồ của nó là mặt đai hồ màu xám ghi, trải tia từ tâm. Nó không khác gì chiếc thứ nhất, chiếc mặt xanh như cả. Tất cả của nó đều trong tình trạng là zin nguyên bản và chưa qua spa thì hết. Độ mới của nó còn khá là cao. Cùng đều là size 37mm. Lịch thứ và lịch ngày của nó chỉnh còn rất là nhạy anh em nhé. Cả ba chiếc này nó đều giống nhau, nó chỉ khác cái màu mặt đai hồ thôi, cho nên là cũng mình cũng không nói rông dài làm gì cả. Chiếc này là mã số 2, mặt đai hồ màu xám ghi, trải tia từ tâm. Và chiếc cuối cùng, mã số 3, chiếc này thì cái mặt đai hồ của nó là mặt đai hồ màu trắng sữa trải tia từ tâm. Chiếc này thì vỏ và dây khóa của nó thì là màu xám lông chuột anh em nhé. Vỏ của nó màu xám lông chuột dạng titan đấy. Nguyên zin và chưa qua spa đánh bóng gì hết. Rất là đẹp luôn. Cả ba chiếc này thì đều trong tình trạng là zin nguyên bản toàn bộ và chưa qua spa đánh bóng gì hết. Cả ba chiếc đều có size mặt là 37. Ba chiếc này thì mình bán đồng giá là 2,6 triệu.
một chiếc anh em nhé. 2,6 triệu một chiếc. Anh em nào quan tâm đến chiếc nào thì vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0912300067. Đấy cũng là Zalo của mình. Anh em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh em có nhu cầu. Xin chào anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.